Anh có biết được cái cầu dài nhất Đông Nam Á chuẩn bị được khánh thành. Cầu này bắt từ bắt đầu đỉnh sang bên kia là cầu Cát Hải. Cầu tổng chiều dài hơn 15 km. Trời tiết trời nắng to nên rất khó nhìn. Cầu này khi hoàn thành thì sẽ cấm xe máy vì cầu là cầu vượt biển và rất là dài nên là gió trên cầu rất là lớn, nên là để đảm bảo an toàn nên là chắc chắn sẽ cấm xe máy người đi bộ.
bình cứu hỏa. Kia là người ta tháo những cái ống từ thép. Rồi bắt đầu những cái nào đến bắt đầu rút. Những cái cột chiếu sáng hay là những cái cột phiên căn cầu như này. Còn đối với bình cứu này thì các bạn có thể nhìn thấy cái thứ hai là cái khoảng núi nhân tạo mà nó được tạo ra từ chất thải hay là xỉ của nhà máy, chất thải hay xỉ mình không nhớ cái gì được. 120 thì đó, của nhà máy đạm mà đạm của nhà máy đạm bình cứu BAP. Trời ơi, giờ lúc không mưa gió gì cả, không biết trời thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng để tránh tình trạng.